thứ 75 này anh. Thứ 7. Ông quay 4 tuổi, gần 1 triệu luôn. Thế em gỡ liên tục. Chú không ai đánh thì đánh em ạ, vô địch liên tục. Không biết là bên đấy có người đánh không? Không, bên đấy không có. Không có. Mà được con vành khuyên nó rõ. Có lúc nào anh tiếp tục một mẻ thì mỡ nè. Chưa dính mấy. Mày tiếp tục gỡ nha. Mày tiếp tục gỡ này. Cái chim vành khuyên này. Mày tiếp tục. Đây. Đấy, đã dính rồi. Tiếp tục. Tiếp tục đi gỡ nè. Dính nè. Chim này nuôi cảnh tốt này, nuôi làm cảnh tốt. Chim đúng chim vành khuyên. Xách ra đây nhá. Nhưng mà cái này chốt thế nào nhỡ hơn không, không cần nó đi ra nó không ra ừ, không em sợ không biết sách nó lại tuột ra. Mày cứ sách đây là được đúng không, buộc chắc rồi hả? Không bay được đen đâu, nó không tin được đen đâu. Chú ấy con gì đấy, con gì đấy, chú nhớ đọc cái cánh này nhỉ. Để mắc cái này anh bảo thật hai ba chục con này, cứ gỡ ba bốn cái này ba chục ui. Này vẫn tốc độ chậm. Tốc độ chậm, hôm qua là 170 rồi. Giờ tầm 130. Chậm. Đấy, cắm lưới đó, nó gần mốc mé ngọn cây. Ừ. Nó không nhìn thấy lưới. Cắm rồi mình. Mà lại thò quá thì lại lộ lưới thôi. Con này nó đục chân cánh. Sao mà đáng gì chú mua tất cả lại đi, mấy trăm bạc tính gì. Đài nhà có chim sẻ, đài sẻ rồi thì ở đây bắn tiếng sang là xong, có gì phải không? Thế đâu rồi. Có gì đài có rồi. Đây một con nữa này. Tính gì? Tính gì đánh một mình vô địch. Ừ.